Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Như các bạn đã biết thì mạng internet nó là một trong những cái thứ rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Nếu như mà ngày xưa thì mình mất mạng internet, mình vẫn có thể giải trí bằng những cái trò ví dụ như kiểu là cá sấu lên bờ này, hay là nói chung là chơi những cái trò chơi khác. Tuy nhiên thì bây giờ mà mất internet một cái là không thể làm gì được, không thể làm việc được, không thể chơi game được, không thể nào mà chat chít với bạn bè được. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là thừa wifi để có thể là chat chít với mọi người hay là chơi game mọi lúc mọi nơi. Chính vì thế nên là mới sinh ra ba cái sim 4G mình đang cầm trên tay đây. Giới thiệu các bạn luôn, trên tay mình đang là ba sim 4G của ba nhà mạng. Đây là Mobifone này, đây là Vinaphone và đây là Viettel. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thử xem đọ sức ba cái sim này để xem là đâu sẽ là sim 4G có tốc độ nhanh nhất. Và cả ba cái sim 4G này thì tất cả đều là loại chọn gói 1 năm và mình đều mua ba cái sim này tại Chuẩn Store. Gì cơ? Mày bảo mày mua ở đâu? Em vừa nói xong, đấy em mua tại Chuẩn Store. Thì nói chung là tao biết là cái này là mày mua sim là mày mua chuẩn rồi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mày làm video ấy thì mày phải đưa cho các bạn cái thông tin của cái cửa hàng đấy để cho các bạn biết để các bạn mua chứ. Bây giờ mày làm thế này thì làm sao mà biết được? À không, ý em là tên nó là Chuẩn Store, cái store đấy tên là Chuẩn Store của anh Chuẩn. Đấy, nói chung là mình sẽ để cho các bạn đường link bên dưới để các bạn có thể dễ dàng truy cập. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp ba cái sim 4G này vào ba chiếc máy Note 8 mình đang có ở đây và chúng ta sẽ cùng thử test xem là cái tốc độ mạng của nhà bạn nào sẽ nhanh nhất. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn cùng cái server để cho nó dễ so sánh này. Rồi đây là Mobifone, Vinaphone và Viettel 1, 2 bạn. Cái này nó hơi chậm tí nhưng không sao. Rồi và như các bạn có thể thấy trên màn hình thì sim 4G Vinaphone chúng ta đang có một cái tốc độ download nhanh nhất với hơn 40 megabit trên giây. Theo sau là Mobifone với 26,3 và cuối cùng là Viettel với 19,3. Và cái tốc độ upload thì cũng là Vinaphone đang dẫn đầu. Nhưng mà lần này thì Viettel lại đứng thứ 2, còn Mobifone lại đứng thứ 3. Còn về cái ping thì là mình nghĩ là cả ba máy thì đều nó có cái mức độ ping của nó xem nhau ấy, 14, 15 với lại 19. Thì cái này nó không quá trình là cho lắm. Tuy nhiên thì cái đo này nó chỉ mang cái tính chất gọi là trên số liệu mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là trong những cái tác vụ hàng ngày thì khi mà các bạn sử dụng, ví dụ như các bạn xem phim, các bạn xem YouTube hoặc là các bạn chơi game thì những cái chỉ số này nó có ảnh hưởng gì đến cái tốc độ của các bạn hay không. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ thử xem một cái video ở trên YouTube để xem là nó có bị gián đoạn hay không. Ok, bây giờ thì mình sẽ chỉnh cho nó ở cái chất lượng cao nhất là Full HD. Rồi, rất là ngon. Tua thử xem. Nó rất là nhanh. Ok, và đấy là nhà mạng Mobifone. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Vinaphone. Nó chậm hơn Mobifone một xíu. Như vậy là như mình đã nói vừa xong thì những cái đo vừa rồi nó chỉ mang cái tính chất gọi là số liệu mà thôi. Và khi mà áp dụng nó vào những cái công việc trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thì các bạn đã thấy được là cái này nó chỉ đơn giản là số liệu mà thôi. Đấy. Nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố khác nữa. Viettel thì chất tốc độ load nó không được nhanh cho lắm nha. Mình đã phải mất khá là lâu. À. Lần thứ hai thì nó load khá là nhanh. Rồi. Nhưng mà đến lúc mình tua thì nó vẫn có thể nói là cái tốc độ mà khi mà mình tua thì nó vẫn thua so với lại Vinaphone. Và như vậy thì trong cái lần kiểm tra đầu tiên YouTube lần này thì rõ ràng là như mình đã nói vừa xong thì những cái số liệu mà mình vừa đo nó chỉ là những cái số liệu mang tính tham khảo mà thôi. Còn khi mà áp dụng lên những cái hoạt động hàng ngày chúng ta thì nó lại là một chuyện khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là khi mà chúng ta chơi game thì cái tốc độ nó có ảnh hưởng gì không. Rồi, và hiện nay thì đối với lại nhà mạng Mobifone thì cái ping, mức ping của mình nó đang ở mức 68. Vậy là đã có sự khác biệt khi mà ping của Vinaphone thì nó chỉ ở mức 62 mà thôi. Và như vừa xong thì mình vừa mới trải nghiệm trò Liên Quân Mobile trên cả ba chiếc máy này thì mình có nhận thấy là mặc dù đây là ba nhà mạng khác nhau, tuy nhiên thì cái mức ping của nó vẫn chỉ dao động trong cái khoảng từ 62 cho đến 65. Chính nghĩa là cái mức này thì nó sẽ đủ cho các bạn có thể chơi được trong những cái điều kiện bình thường, ví dụ như các bạn đang ngồi trong nhà, các bạn đang ngồi trong văn phòng. Tuy nhiên thì đấy mới chỉ là trong những cái điều kiện bình thường mà thôi. Vậy thì giả sử nếu như mà các bạn nào ở chung cư mà các bạn ở trên lầu tít tận cao tầng 10 mấy thì sao? Thì cái độ cao này nó có ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm chúng ta hay không?
thì bây giờ hãy cùng mình lên trên tầng thượng của tòa nhà này để kiểm tra cái giả thiết này xem sao nhá. Rồi, và như vậy thì đáng lẽ là mình sẽ phải lên tầng thượng ở cái tòa nhà mình đang làm. Tuy nhiên thì là cái tầng thượng trên đấy thì nó không cho mình vào. Thế nên mình quyết định là mình sẽ chuyển sang một cái tòa nhà khác. Và bây giờ thì mình đang ở trên một cái tầng nó rất là cao. Đây các bạn thấy là đó, nhìn được cả cái văn phòng mình đang làm việc kia luôn. Và bây giờ chúng ta cùng thử xem là cái độ cao này thì nó có ảnh hưởng gì tới những cái sim của chúng ta hay không. Và chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái sim đầu tiên, đó chính là sim Vinaphone. Đây, ở đây thì mình có đây nhá, cùng server là VTC Digicon này. Bây giờ mình sẽ thử xem là cái tốc độ download cũng như là tốc độ upload thì nó có ảnh hưởng gì không. Tóm lại thì với sim Vinaphone thì với một cái độ cao ở tầng 21 như thế này thì cái tốc độ download sẽ là 17.5 Mbps/s, upload sẽ là 31 và ping sẽ là 19. Đấy thì nó mới chỉ là cái số liệu mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử xem là xem YouTube để xem là nó có bị ảnh hưởng gì đến cái quá trình xem YouTube của chúng ta hay không. Ok. Chung thì nó không ảnh hưởng, theo như mình thấy nó không ảnh hưởng quá là nhiều và nó vẫn thể hiện rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem các cái nhà mạng khác. Tiếp theo sẽ là nhà mạng Viettel. Ok, và hiện nay thì đây, chúng ta sẽ có nhà mạng Viettel và vẫn là cái server VTC Digicon. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành là đo xem là cái tốc độ nó có bị ảnh hưởng gì không. Ok, đấy, cái tốc độ này nó bị giảm hẳn xuống còn có 10 luôn này. Nó sấp xỉ là 9-10 Mbps/s mà thôi. Đấy là tốc độ download của chúng ta. Còn bây giờ thì xem là tốc độ upload, nó cũng chỉ giảm xuống còn có hơn 20-22 mà thôi. Còn cái ping, mức ping thì nó vẫn sấp xỉ là 15-16. Wow. Nhưng nó vẫn khá là nhanh. Đó. Và nói chung thì đối với lại Vinaphone cũng như là Viettel thì khi mà chúng ta lên đến tầng 21 như thế này rồi thì cái tốc độ mạng nó vẫn rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái sim cuối cùng, đó chính là sim Mobifone. Nói chung là đối với lại Mobifone thì cái tốc độ download của nó thì cũng đã bị giảm xuống. Và có thể nói là nó là một trong những cái tốc độ chậm nhất trong ba cái sim mà mình vừa mới test xong. Đó, và theo những cái thông số mà mình đã có ở đây thì là Mobifone sẽ có tốc độ download là 9.44 Mbps/s này, upload sẽ là 6.36 cùng với lại mức ping là 19. Và nói chung thì nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều. Nó đã hơi bị lag một xíu nhưng mà lúc sau thì nó vẫn load được rất là nhanh. Ok. Vậy chúng ta đã thử ở văn phòng này, chúng ta thậm chí lên tầng 21 rất là cao như thế này rồi. Vậy thì khi mà các bạn xuống tầng hầm, tầng gửi xe thì nó có ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của các bạn hay không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xuống dưới tầng hầm của tòa nhà này để xem sao nhá. Và hiện tại thì mình đang ở dưới tầng hầm của cái tòa nhà vừa xong. Và nếu như mà tiếng khó nghe một chút thì các bạn thông cảm tí nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đo cái tốc độ mạng. Đúng vị trí nhất sẽ là Vinaphone, vị trí thứ hai là Mobifone và vị trí thứ ba sẽ là Viettel. Thực ra thì Mobifone và Viettel thì nó xem nhau ấy, không quá là chênh nhau quá là nhiều. Và như vậy thì mình vừa mới trải nghiệm cũng như là so sánh với các bạn về cái tốc độ của cả ba sim 4G. Thì mình cũng xin giới thiệu lại cho các bạn luôn, thì ba sim 4G này là ba sim 4G của nhà mạng Mobifone, của Viettel cũng như là của Vinaphone. Thì mình và ba cái sim này thì nó sẽ có những cái mức giá khác nhau và mình sẽ để cho các bạn ở phía góc màn hình này để cho các bạn dễ theo dõi. Và nếu như mà mình nhớ không nhầm thì cái sim của Viettel lại của Mobifone hình như nó giá là 200.000 đến sao ấy. Còn của Vinaphone thì nó sẽ đắt hơn một chút. Tại vì là khi mà các bạn mua ba sim này về thì đây là ba sim chọn gói 1 năm nhá. Nghĩa là các bạn mua về các bạn chỉ việc dùng thôi, các bạn không cần phải nạp tiền vào gì cả. Và mỗi tháng thì các bạn sẽ được cộng thêm 4GB tốc độ cao. Còn riêng đối với Vinaphone thì là các bạn sẽ được tặng 5.5GB. Thế nên là nó sẽ có giá cao hơn một chút. Và đó là bài so sánh của mình. Thế các bạn sao, các bạn sẽ lựa chọn sim nào trong ba sim 4G này? Thì các bạn hãy comment ý kiến ở bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.